Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video hướng dẫn sử dụng sản phẩm của Kido Asai. Tôi là Hoàng, chuyên viên tư vấn và bán hàng tại showroom thiết bị bếp của Kido Asai. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng model hút mùi DWB097G50. Một model hút mùi được sản xuất tại Đức với rất nhiều tính năng và công nghệ mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video hướng dẫn sử dụng. Ngay khi chúng ta nhìn thấy chiếc hút mùi Bose DWB097G50 này, chúng ta có thể cảm nhận được luôn một điều, đó là thiết kế của chiếc mùi rất là tinh tế và hiện đại, với phần logo được in rõ ràng phía trước chiếc tu của chúng ta, và tiếp theo đó là hệ thống chất liệu tạo lên chiếc máy, đó là hệ thống thép không gỉ kết hợp với một bảng điều khiển cảm ứng phía trước màu đen. Chiếc hút mùi này thì với kích thước, đó là bề ngang của chiếc mùi nó lên tới 90 phân, nó sẽ phù hợp với những dòng bếp khá là rộng và dài. Công suất động cơ thì hút tối đa lên tới 730 mét khối trên một giờ, nó cũng là một công suất khá là khỏe so với những dòng hút mùi của châu Âu. Còn đây là phần lưới lọc được thiết kế rất nhiều lớp để ngăn chặn mỡ bám vào động cơ của chúng ta. Chiếc lưới lọc này thì chúng ta có thể cho vào máy rửa bát rửa một cách rất là dễ dàng, hoặc là gia đình nào không có máy rửa bát, chúng ta có thể dùng nước nóng hòa với xà phòng, chúng ta sẽ ngâm và chất bẩn sẽ tan ra rất là nhanh. Đây, khi chúng ta nhìn thấy hệ thống bảng điều khiển cảm ứng của chiếc máy hút mùi Bose này, nó sẽ phân ra làm 5 mức công suất, 3 mức công suất cơ bản và 2 mức công suất chuyên sâu. Đây, tôi sẽ thử bật lên cho các bạn cảm nhận. Tôi để mức 1. Độ ồn của chiếc máy hút mùi Bose này thì tối đa sẽ lên 55 dB. Thì tôi sử dụng mức Power Bose. Đây là chính là mức khỏe nhất. Đó. Các bạn có thể cảm nhận được tiếng ồn. Mặc dù là mức to nhất nhưng mà chúng ta cảm thấy nó không quá là gây quá nhiều khó chịu và không gây cảm giác rát tai. Đây là mức Bose nhỏ hơn. Mức chuyên sâu thứ nhất. Thì ở mức hút chuyên sâu thứ nhất này thì nó sẽ động cơ hoạt động tiếng ồn nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 40 dB, từ 40 đến 45 dB. Tiếp theo đó là sẽ giảm dần. Nó sẽ giảm dần tiếng ồn tùy theo mức công suất của bạn sử dụng. Ngay bên cạnh 5 phím chức năng điều khiển tốc độ thì đó là phím hẹn giờ. Nó có biểu tượng của chiếc đồng hồ. Đó, các bạn có thể sử dụng chiếc đồng hồ này. Và tiếp theo bên cạnh chiếc đồng hồ đó là hệ thống cảnh báo màng lọc bẩn. Khi màng lọc, khi lưới lọc của chiếc máy hút mùi này bị bẩn thì chiếc đèn này nó sẽ sáng lên. Thì khi đó chúng ta sẽ đi vệ sinh chiếc màng lọc của hút mùi của chúng ta. Ngoài cùng đó là hệ thống đèn. Đây, tôi sẽ bật lên. Chiếc đèn rất là sáng. Thì ở model này họ thiết kế một cách rất là thông minh, chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng thích hợp của chiếc đèn bằng cách là chúng ta giữ một khoảng 2 đến 3 giây, khi nào chúng ta thấy cảm giác là độ sáng phù hợp thì chúng ta sẽ bỏ tay ra. Đây, tôi đang điều chỉnh mức sáng sáng nhất, sẽ giữ khoảng 1 đến 2 giây, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng nó sẽ yếu hơn. Tắt đèn đi bằng cách ấn lại phím đèn này. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chiếc hút mùi DWB097G50, một model hút mùi được sản xuất tại Đức của Bose. Các bạn có thấy nó khá là dễ dàng sử dụng đúng không ạ? Nếu các bạn có bất kỳ khó khăn hoặc chưa thành thạo về cách sử dụng, các bạn hãy để lại những câu hỏi, những ý kiến phía dưới phần video, phần comment. Chúng tôi sẽ luôn luôn giải đáp những thắc mắc và câu hỏi của các bạn một cách nhanh nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.